sách tay mình đi lên thăm làng hoa Sa Đéc. Mình xuất phát từ thành phố Vĩnh Long. Đây là xuất phát từ phố Vĩnh Long ha, đi qua cầu Bãi Cao. Đấy lộn cầu Bãi Cồn chứ. Thì cầu Bãi Cam xong tới cầu Bãi Cồn nè. À. Thì đường này là tới Châu Thành này các bạn, Châu Thành thuộc địa phận của Sa Đéc. Rồi chứ từ đây là vườn nhãn nhãn Indo nè, phải không quá trời. Có chỉ đường hai đường mình có thể đi vô làng hoa Sa Đéc hết, mình chọn đi đường ấy rồi đi từ ra quay. Kim đây nó cũng để ba cái hộp thở nữa hả? Yeah.
Con hồ đạp dịch của xe đét.
tới tay cũng nhiều người quá ha.